Cô thân ái chào mừng các em đã đến với khóa học Sinh học lớp 10, bộ sách Cánh diều của trang web học trực tuyến olm.vn. Các em thân mến, thông qua khóa học này, cô và các em sẽ cùng nhau đi khám phá những điều thú vị và kỳ diệu của sinh học nhé. Mở đầu cho khóa học, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đầu tiên, giới thiệu chương trình môn Sinh học, Sinh học và sự phát triển bền vững nội dung bài của chúng ta gồm hai phần phần thứ nhất giới thiệu chương trình môn sinh học phần thứ hai sinh học và sự phát triển bền vững ngay bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên giới thiệu chương trình môn sinh học như các em đã biết sinh học là một môn khoa học về sự sống vậy các em hãy tìm hiểu và cho cô biết đối tượng nghiên cứu của sinh học là gì chính xác đối tượng nghiên cứu của sinh học là thế giới sinh vật bao gồm thực vật động vật vi khuẩn nấm và con người các, em à, các nhà sinh học nghiên cứu về cấu trúc chức năng sự sinh trưởng nguồn gốc kiến hóa và sự phân bố của các sinh vật theo các lĩnh vực như sau sinh học phân tử sinh học tế bào hóa sinh học di truyền học sinh lý học sinh thái học và sinh học tiến hóa các lĩnh vực nghiên cứu sinh học ngày càng phân hóa chuyên sâu về mục tiêu môn sinh học góp phần hình thành cho chúng ta thế giới quan khoa học phẩm chất yêu lao động yêu thiên nhiên giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên có khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn một cách sáng tạo bên cạnh đó môn sinh học còn hình thành và phát triển ở chúng ta năng lực sinh học nhận thức sinh học tìm hiểu thế giới sống và vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào thực tiễn vậy vai trò của sinh học trong cuộc sống là gì các em hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé đúng rồi sinh học có rất nhiều vai trò khác nhau trên đây là một số vai trò của sinh học trong cuộc sống đó là chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tạo không gian sống và bảo vệ môi trường cung cấp lương thực thực phẩm phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong tương lai sinh học có thể phát triển theo hai hướng sau thứ nhất là nghiên cứu chuyên sâu ở cấp độ vi mô ví dụ có thể nghiên cứu về dna enzyme hay gen thứ hai nghiên cứu sự sống ở cấp độ vĩ mô ví dụ như sinh quyển và hệ sinh thái Bên cạnh đó, trong tương lai, sinh học còn hướng đến những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng mới thích nghi với biến đổi khí hậu như cây chuyển gen chịu hạn, chịu mặn. Không những thế, sinh học trong tương lai còn là cơ sở của các phương pháp trị liệu trong y học, ví dụ liệu pháp gen, tạo ra các loại thuốc mới trong điều trị bệnh và là cơ sở của công nghệ ứng dụng trong sản xuất ví dụ như ngành công nghệ thực phẩm bên cạnh đó sinh học còn góp phần bảo vệ môi trường như làm sạch môi trường nhờ vi khuẩn nấm biến đổi gen có khả năng phân giải các chất gây ô nhiễm sinh học đang ngày càng phát triển và có sự tích hợp với các lĩnh vực khoa học khác nhau hình thành nên một số lĩnh vực khoa học mới ví dụ như tin sinh học là phân tích các cơ sở dữ liệu sinh học nhờ các phần mềm chuyên dụng sinh học vũ trụ là nghiên cứu về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất hay phỏng sinh học là mô phỏng sinh học trong thiết kế và kiến trúc. Các em hãy tìm hiểu và cho cô biết có những ngành nghề nào liên quan đến sinh học. Chính xác, các ngành nghề liên quan đến sinh học có thể kể ra như giảng dạy và nghiên cứu, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và hoạch định chính sách ví dụ trong giảng dạy và nghiên cứu chúng ta có thể dễ dàng kể ra được các ngành như công nghệ sinh học khai thác thủy sản kỹ thuật sinh học lâm học sinh học sinh học ứng dụng hay sư phạm sinh học còn về sản xuất chúng ta cũng có thể kể ra các ngành như chăn nuôi chế biến gỗ chế biến thực phẩm nuôi trồng thủy sản trồng trọt sản xuất thuốc chữa bệnh các ngành nghề liên quan đến sinh học đạt được nhiều thành tựu từ lý thuyết đến công nghệ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, chăm sóc sức khỏe của con người và bảo vệ môi trường. Các em hãy tìm hiểu và sắp xếp các thành tựu sau đây vào các nhóm sao cho phù hợp. Đúng rồi, trong lĩnh vực nông nghiệp có thể tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất cao kháng được nhiều bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp lai tạo dòng thuần chủng hay giữa giống địa phương với giống nhập ngoại có thể lai tạo ra giống vịt siêu trứng đặc biệt với sự ra đời của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật đã giúp hoạt động sản xuất diễn ra nhanh chóng không những thế còn tạo ra được các giống với chất lượng tốt và đồng đều kháng được sâu bệnh mà không tốn nhiều thời gian như các phương pháp truyền thống Tiếp theo, có thể kể đến các thành tựu trong lĩnh vực y học và dược học như tạo ra các loại vaccine đặc biệt trong thời gian gần đây là vaccine COVID-19, tìm ra được nhiều loại thuốc mới, công nghệ ghép tạng, liệu pháp gen và kỹ thuật tế bào gốc. Trong lĩnh vực công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm thì tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe và có giá trị kinh tế cao còn trong lĩnh vực công nghệ vi sinh vật và bảo vệ môi trường chúng ta có thể kể ra một số thành tiệu như các chế phẩm sinh học các quy trình công nghệ tiên tiến góp phần xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp xử lý sự cố tràn dầu làm sạch môi trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo tồn đa dạng sinh học và thích nghi với biến đổi khí hậu trong tương lai ngành công nghệ sinh học sẽ ngày càng phát triển theo sự phát triển của sinh học tạo ra nhiều cơ hội việc làm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như vậy, nội dung tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thông qua tìm hiểu phần đầu tiên của bài 1, các em cần ghi nhớ những nội dung sau. Thứ nhất là về đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học. Thứ hai là mục tiêu của môn sinh học. Thứ ba là vai trò của môn sinh học trong cuộc sống. Thứ tư là sinh học trong tương lai. Và cuối cùng là các ngành nghề liên quan đến sinh học và triển vọng trong video bài giảng tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 2, sinh học và sự phát triển bền vững. Cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học. Hãy truy cập vào trang web học trực tuyến olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.